Chào em. Anh đứng đây chờ em từ chiều hôm qua. Chờ tôi làm cái gì? Chờ em thì để em qua đây thì để anh... anh có nhiều điều muốn nói. Anh muốn... anh muốn... anh muốn cái gì? Anh muốn xin số điện thoại của em. Để ít nữa thì mình tiện nhau liên lạc xong rồi mời đi uống cà phê các thứ các kiểu. Tôi không rảnh. Nhá. Từ từ. Đã cho anh số điện thoại đâu mà em đi. Bỏ ra tôi hét lên đấy nhá. Này. Bây giờ em cứ hét thoải mái lên đi nhá. Ở đây bây giờ buổi trưa rồi, chả ai nghe thấy em hét đâu nhá. Để với anh nhá. Dạ. Không bỏ. Anh muốn cái gì? Bỏ anh, dạ. Anh muốn nhiều thứ lắm. Anh muốn cả tiền cả nhan sắc. Tiền thì tôi không có, mà nhan sắc của tôi có thì tôi không cho anh nhá. Thế thì thôi nhá, thế anh sẽ dùng bạo lực cho anh số điện thoại đi. Ủa hét lên đấy nhá. Không, bỏ ra. Ôi da. Gã vừa béo vừa háo sắc kia, giữa ban ngày ban mặt mà gã dám trêu chọc con gái nhà Lành à? À, con nhái bén tự nhiên lại ra đây nộp mạng à? Dạ thế nhá, ta sẽ cho người toại nguyện. Em yên tâm, anh là Thái số nhà 34. Ngày hôm nay dù có bỏ mạng tại đây anh cũng sẽ bảo vệ cho em. Được rồi. Thái số nhà 34 đúng không? Đúng rồi. Em nhớ rõ nhá, Thái số nhà 34. Chính nó là Thái số nhà 34. Ngày hôm nay sẽ chết. Em đừng lo cho anh, em chạy đi. Em chạy đi. Các anh đừng có đánh nhau nữa. Anh em chạy đi. Đừng quan tâm anh, em chạy đi để anh bảo vệ em. Có ai không? Thái số nhà 34 sẽ bảo vệ em. Thái số nhà 34 à? Chị ơi. Cái gã béo này hắn sầm sỡ em. Em bảo gã béo này sầm sỡ em hả? Vâng ạ, thật không? Thật ạ. Em ơi, chạy đi. Thôi, chị ơi. Thôi, cái gì? Khổ quá. Hiểu nhầm. Hiểu nhầm cái gì? Rõ ràng miệng nó nói là anh sàm sỡ nó còn rất không, nữa. Không phải. Đây là tại em. Tại vì em. Ừ. Chuyện nó là như thế này. Ôi. Này. Ôi quá, cho xin cốc trà đá cái. Anh nhìn thấy cô bé vừa đi qua. Có. Xin chết người luôn kìa. Xin chết người à? Mày đúng gu em luôn đấy. Mày ai chả là gu? Đâu. Chưa đến giờ em chưa thấy ai xinh như thế luôn á. Chưa thấy ai xinh như thế. Chưa ai thấy xinh như thế luôn. À, anh thấy bình thường. Nói chung là chắc là người có vợ rồi cho nên cảm thấy vô cảm em ạ. Sao đấy? Em phải làm quen với cô này mới được. Hình như là mới chuyển về khu mình đấy. Ừ. Thì làm sao? Mày làm quen thì mày lao đến mà mày xin số điện thoại các thứ đi chứ còn gì nữa. Vật. Làm quen kiểu cổ hủ đây vứt. Thế bây giờ phải làm quen kiểu gì? Nó phải có kịch bản. Kịch bản? Anh giúp em nhé. Giúp gì? Mày làm sao đấy? Anh có vợ có con rồi, tự nhiên bây giờ anh giúp mày tán gái. Vợ con liên quan gì việc giúp? Em sẽ là anh hùng. Ừ. Anh sẽ là tiền dâm dây đề tiện, mặt anh rất hợp luôn. Mày bị dở hơi à? Mặt anh như thế này thì đóng hoàng tử các thứ. Anh giúp em. Không giúp. Giúp đi. Không giúp thôi, cho cốc trà đá nóng quá rồi. Một tháng trà đá miễn phí. Kịch bản như thế nào? Như thế này. Đây. Tất cả là như thế chứ có anh phải ấy là... giúp em, anh ấy giúp em tán gái. Diễn kịch. Bỏ kiểu đi nhá. Sao? Hóa ra là chỉ vì vài cốc trà đá mà anh bán rẻ danh dự của anh như thế hả? Về nhà cứ xử anh sau, còn cậu nữa nhá. Cô ấy mà biết là cậu bày cái trò này ra để tán tỉnh cô ấy thì không bao giờ cô ấy thèm để mắt đến cậu đâu. Được rồi, kém cỏi. Đi về, nhanh lên. Về tôi xử. Nhanh lên, được này cơ mà. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời làm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẽ chịu khổ. Một mái nhà